Xin chào tất cả các anh chị ha. Đây là cái thời điểm phải nói là phải tăng tốc hết 150% sức lực. Tại vì các bạn biết là trong cái đợt này là các cái đại hội của cái cấp, cái phường xã đại hội đảng, thì do đó là khi mà mình làm nhiều thì có những cái mối đó thì bắt đầu họ đem tới cho mình làm. Những cái đại hội thì 5 năm mới có một lần. Thì trong cái đợt này là dính tới thêm cái đợt của các trường là chuẩn bị thi, nên là phải phô đề thi nữa, do đó là công việc nó cứ tới tấp, thì do đó là mình phải tăng tốc hết sức lực luôn để mình làm sao cho nó kịp, tại vì không có mình cũng không thể nào mà bỏ bối nó đi. Kể cả đêm trước thì mình đã thức tới 1 giờ sáng, mình làm tới 1 giờ sáng, cả ngày làm tới 1 giờ sáng, và sáng dậy sớm mà làm tiếp thêm một ngày nữa. Thì ngày hôm nay là cũng gần hoàn thiện một cái đại hội khoảng 350 cuốn tài liệu, cái độ dày thì khoảng 80 trang, và 25 cuốn tài liệu là 100 trang, còn một thêm 310 cuốn tài liệu cho một cái đại hội đó, ra chung luôn á, chung cái đại hội thì khoảng 301 cuốn nữa, thì nó nằm khoảng 24 trang nữa. Thì cái đó là các bạn biết là chạy nguyên một ngày mà 10 thùng giấy là chạy sạch sẽ luôn, phải nói là
hết sức, tăng hết sức lực. Và ngày thứ bảy hôm nay thì bắt buộc phải làm tiếp cho nó xong của đại hội, và còn những một số khoảng một hai cái đại hội nữa cũng đang làm và đã được gửi tài liệu cho mình rồi. Kể cả đề thi thì mình cũng đã sắp xếp làm. Thì do đó trong các cái khi mà các bạn và các anh chị mở tiệm lâu rồi, nếu các anh chị các bạn mới mở ra thì có thể là cái mối nó hơi ít, thì cũng là các bắt buộc các anh chị phải đi kiếm thêm mối bằng cách là đăng lên fanpage, rồi bằng cách ngoại giao và từ mối quan hệ các cơ quan nhà nước thì chúng ta bắt đầu chúng ta làm. Thì làm dần dần thì các bạn và các anh chị sẽ có mối, sẽ có khách hàng quen thì họ sẽ đưa tới cho mình. Thì có những cái đợt tăng tốc mà các bạn và các anh chị cần chú ý là ví dụ như là trong đầu chuẩn bị gần đầu vô học, thì đầu năm vô học thì các trường bắt đầu phô tài liệu cho học sinh, phô đầy đủ tất cả, phô tất cả các giấy tờ, nên là trong các trong đầu năm học thì các công việc nó sẽ tăng nhiều hơn, hầu như là tăng gấp đôi gấp ba gì đó. Thì các anh chị nên là sắp xếp, các anh chị tính toán sắp xếp là đầu năm học chúng ta sẽ chuẩn bị đồ nhiều hơn một chút ha, cũng như là chuẩn bị mua các linh kiện để dự trữ, mà những cái bộ phận nào nó hay hư thì chúng ta mua để chúng ta thay thế. Còn ví dụ như giấy thì chúng ta mua nhiều hơn, thì đó là cái đợt tăng tốc đầu năm. Còn cái đợt tăng tốc cuối năm, tăng tốc giữa năm, nếu mà các trường, các đơn vị mà các anh chị làm cho các đơn vị trường á, thì ở giữa năm họ có khen học sinh. Những năm trước thì họ có khen, như năm nay mình không thấy khen nữa, nhưng mà những năm trước thì ví dụ giữa năm thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị là bắt đầu làm giấy khen, là mình sẽ dự trữ trước những cái mẫu giấy khen, những cái phôi giấy khen đó chúng ta làm. Thì giấy khen nó có hai dạng, giấy một dạng là mình mua phôi về, hoặc là hai là trường sẽ đưa phôi qua, trường in mẫu sẵn đưa phôi qua mà mình sẽ làm cho tích công. Thì để in giấy khen mà cho nhanh thì các anh chị phải sử dụng phần cái cách trộn thư để chúng ta làm cho nó nhanh. Thì cái trộn thư thế nào thì các anh chị cứ lên trên kênh của mình đã có hai cái video hướng dẫn chia sẻ về cái trộn thư bên Word và mình trộn thư bên Excel. Thì với cái điều kiện là các anh chị phải kêu khách hàng đưa cái danh sách cho mình, gửi danh sách qua cho mình để mình làm. Chứ còn nếu mà các anh chị ngồi mà đánh, ví dụ một trường tới mấy trăm học sinh mà các anh chị ngồi đánh, thứ nhất là nó dễ sai sót, thứ hai là làm nó rất là lâu. Do đó là các anh chị thứ nhất là nếu mà in giấy khen thì các anh chị phải vận dụng vào trộn thư, có thể là trên Word hoặc là trên Excel để các anh chị làm. Nhưng với điều kiện là các anh chị khuyến khích khách hàng chúng ta sẽ gửi file danh sách nha, chứ không phải gửi một cái file mà in ra rồi gửi cho mình, tức là cái file bằng cái folder mà chúng ta gửi qua mail á, thì để chúng ta lấy từ cái file danh sách đó chúng ta copy qua chúng ta làm thì rất là nhanh và rất là thuận tiện. Và cái đợt tăng tốc thứ ba đó là tăng tốc cuối năm học, tức là đây là cái năm, cái cuối năm học thì khen thưởng rất là nhiều ha. Thì các anh chị nếu làm mối nhà trường thì đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tăng tốc hết 100, khoảng 150% động lực để chúng ta làm. Thì đó, trong nếu mà các anh chị làm mối cho các cơ quan mà đặc biệt là trường học thì các anh chị sẽ chú ý những cái đợt tăng tốc để cho mình có chuẩn bị cái đồ nó kỹ lưỡng hơn, nó nhiều hơn để làm cho khách hàng. Còn đối với tài liệu đại hội thì khi mà các anh chị nhận làm thì các anh chị nên chú ý là cái chúng ta sẽ làm tính toán thời gian sao làm cho nó rút. Tại tài liệu đại hội thường thường khi mà khách hàng đưa qua thì đưa cho mình khoảng là trong vòng khoảng 2 ngày hoặc là 3 ngày chúng ta phải hoàn thiện xong cái bộ tài liệu cho họ. Do đó là các anh chị lúc đó có thể là đối với cái này, nếu mà chúng ta làm một mình thì đối với công việc nhiều thì các anh chị cũng có thể là nhờ người hoặc là thuê cái công nhật đi về chúng ta làm, cho chúng ta có thể làm công nhật 1-2 ngày gì đó. Chứ còn nếu mà các anh chị có nhân viên thì không nói rồi, các anh chị có nhân viên thì chúng ta làm thì quá ổn. Nhưng mà ví dụ như nếu mà các anh chị đang làm một mình, các anh chị chưa có đủ điều kiện chúng ta sẽ bước lớn thì chúng ta làm một mình. Thì khi nếu mà có những cái đợt hàng thế này thì chúng ta sẽ huy động cái lực lượng, ví dụ như trong gia đình, vợ hay là anh chị em gì đó, hoặc là những chúng ta thuê, chúng ta bỏ tiền ra thuê công nhật để chúng ta làm, có thể là một trong một hai ngày gì đó rồi chúng ta sẽ xong dứt cái đợt đại hội, thì xong công việc cho chúng ta. Và nếu mà trong cái đợt tăng tốc của đại hội thì các anh chị khi mà chính trị làm thì các anh chị chú ý hết sức cẩn thận, tại vì cái tài liệu đại hội là nó vô cùng quan trọng, đúng không? Thì khi các anh chị làm thì họ sắp xếp làm sao thì chúng ta phải sắp xếp y như vậy. Và chúng ta khi mà chúng ta phô thì các anh chị nên kiểm tra trước một cái bản photo ha. Khi mà chúng ta phô một bản đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra trước coi thử là nó có đúng theo cái bản gốc của người ta hay không, sau đó chúng ta sẽ phô hàng loạt để tránh trường hợp là ví dụ khi mà tài liệu đã đóng vào rồi và chúng ta gỡ ra chúng ta chỉnh sửa thì rất là lâu, mất thời gian nữa ha. Do đó là một số cái chú ý trong những cái đợt tăng tốc của công việc cũng như là những cái tài liệu hoặc là những giấy khen mình muốn chia sẻ ở video này. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video có ích thì hãy bấm like để
ủng hộ tinh thần cho video nha. Nếu anh chị nào mới vừa ghé bát cơm Lado episode thì hãy giúp mình đăng ký kênh và để lại phần bình luận nếu các chị có thắc mắc gì. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị ở video sau. Bye bye.